Tôi đã nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại Sa Quát Thi Chê Ta Qua Na, tu viện của ông A La Tha Bình Đi Ca. Khi ấy lúc đêm đã khuya, một vị thiên nhân nọ với màu xanh vượt trội đã làm cho toàn bộ Chê Ta Qua Na được sáng, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đánh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên, vì thiên nhân ấy đã bành với Đức Thế Tôn bằng lời kể rằng: nhiều chư thiên nhân loài mong mỏi điều hưng thịnh, nghĩ về các điềm lành, kinh lễ bằng chánh giác, xin Ngài chỉ dạy cho. Điềm lành nào tối thượng, không thân cần kẻ ngu, thân cần bằng hiền trí, cung dường bằng đáng cung, là điềm lành tối thượng. Cư ngụ nơi thinh hợp, tinh canh làm việc lành trong các đời quá khứ, và quyết định đúng đắn cho tự thân của mình, là điềm lành tối thượng. Kiên thân rộng và dối ở các nghề thủ công, khéo hồng tâm rèn luyện, khéo nói lời thiên lành, là điềm lành tối thượng. Phụng dưỡng mẹ và cha, cấm dưỡng con và vợ, nghề nghiệp không xung đột, là điềm lành tối thượng. Bố thí và hành pháp, trợ giúp người thân thuộc, làm việc không chê tranh, là điềm lành tối thượng. Kiên cư lanh điều ác, kiềm chế việc uống rượu, không sao lan thiện pháp, là điềm lành tối thượng. Cung kính và khiêm nhường, từ biết đô biết ơn, đúng thời nghe giáo pháp, là điềm lành tối thượng. Sự nhân nài dễ dạy, ý kiến bằng sa môn, hợp thời bàn luận pháp, là điềm lành tối thượng. Khăn khô hành phàm hành, nhận thương ly cao thượng, và chứng ngộ niết bàn, là điềm lành tối thượng. Tiếp xung pháp thế gian, không dao động muôn sầu, lìa nhớ tâm an ôn, là điềm lành tối thượng. Nhưng ai đã thực hành bân bài ở mọi nơi, dù tới lui chỗ nào luôn luôn được hưng thịnh, đối với họ đây là những điềm lành tối thượng. Kính thưa cha mẹ thượng tri, nghĩ suy con sợ đôi nghỉ ơn trên, từ con hình thế có nên, mẹ cha bao dương kề bên không rời, nâng nề cưng dòng lắm hồi, chăm non con trẻ kê thôi sao cùng, con xin đánh lễ cung cung, nghiêng mình phú phùng mong dung tôi đời. Khi con la khóc rậy tay, từ bi mẹ hát thương thai nào lùng, tân nhìn đại tiêu tiền cùng, các vần uế chưa ung dung lao chùi, dặn rứa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn thầy trời đất khó mà đáp xong, cầu cho cha mẹ thay đồng, đăng thành phần qua thoát vòng tay ba. Thế Tôn lời dạy thọ tường,
Năm điều quan tướng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh thần. Ta đây bình hoàng phải mang, thế nào tránh thoát tận an mạnh lành. Ta đây sự chết sân dành, thế nào tránh thoát tư sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân phần quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ qua bao phần mình kết thành. Vua Bimbisara nằm mong thấy thân nhân bị qua khô đôi lành, đến bành hôi Thế Tôn đứng điều người bị mân chi dài canh tạo phước hồi hương các vong linh thoát ly mọi khổ anh. Các hương linh qua vang thường đến nhà thân nhân, đứng ngoài văn tựa cưa nga đường hay công thành, trong chờ hương phương thiên. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng, thân nhân tạo phước lành do công đương bố thí, nên phát nguyện bằng lời y đăng vô nhà tì năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân qua văn thường hương công đương này, được thọ sanh lạc canh. Nhưng thân nhân qua văn vân tầm các đạo tràng, nhận được phước hồi hương thường thốt lời cam kinh, mong ân nhân của mình được trường thọ phung lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được hòa lành, trong coi cô ngà quy không có ca sinh kê, trồng trọt hoặc chăn nuôi, ban buồn hay trao đôi, chung sanh canh giới này hằng mong đời phước bao. Do thân nhân hồi hương như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hương có nhiều năng cứu khổ. Như trăm sông tuôn chảy cùng hướng về đại dương, nguyện công đức đã tạo thâu đến chư hương linh. Khi người nhớ ân trước do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyên thuộc hay cung dường trai tăng, hồi hương phước đã tạo sự khổ sầu thương cam. Trước tư biệt sanh ly không có lợi ích gì, cho thân nhân qua văn canh trai tăng hợp đạo, gọi đắc khi na đa na cung dường vô phân biệt, đem đại chúng tăng già bằng phạm hạnh giới đinh, bằng vô thượng phước điền được vô lượng công đức, là thân duyên tế độ hương linh trong canh khô. Do thiền sư đã làm, do hồi hương đã nguyện, do tâm lượng đã cầu, xin tu thành phúc hoa.